bây giờ chạm đọc thì các bạn ham sách ham vở thì cũng đã biết qua mình rồi. Mình tên là Nguyễn Tuấn Bình và mình có nhiều năm đi làm kỹ sư công trình cầu cũng như làm công tác giảng dạy về thiết kế cầu nhà trường. Mình cũng có nhiều cái niềm đam mê về sách vở, cũng rất là vui hôm nay bên trạm đọc có mời mình đến đây để trao đổi về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực mình yêu thích này. Mình thấy là sách vở bây giờ thì bạc ngàn, bản thân mình không đọc hết được. Cho nên hôm nay là các bạn mình muốn chia sẻ ba cái đầu sách mới ra gần đây thôi. Thì những cái đầu sách đó nó phù hợp với tiêu chí và cái cách đọc của mình. Hy vọng là các bạn chung quan điểm mình chăng. Thứ nhất là mình muốn chia sẻ quyển sách Số đỏ của Đông Nga. Đây là quyển sách liên quan lĩnh vực văn học kinh điển. Và mình thì luôn luôn nghĩ rằng đơn vị nào mà cho ra đời tác phẩm văn học kinh điển đều là tự đặt mình ở thách thức, vì hiện nay thị trường bão hòa rồi, một ấn bản in ra mà không có cái gì độc đáo thì không được độc giả đón nhận nữa. Thì cái ấn bản Số đỏ của Đông A đã đạt được ba tiêu chí. Thứ nhất là họ đã tìm được cái ấn bản in của nhà in Lê Cường năm 1938, ấn bản mình biết rằng là hiện nay chỉ còn có một nhà sưu tập còn giữ được thôi, nhưng họ đưa đến bản gốc này là hết sức là quan trọng. Thứ hai là Đông A đã có cái sự đầu tư là đưa đến cho độc giả được là cái sự minh họa tranh mới và tác phẩm. Ở đây là sự minh họa của Thành Phong, là anh là họa sĩ quen thuộc của chúng ta với rất nhiều đầu sách mình thương nhớ thời bao cấp trước này. Như vậy nó hai yếu tố rất là quan trọng đối với các tác phẩm văn học kinh điển. Bây giờ chúng ta cần có yếu tố về nội dung gốc này, yếu tố về minh họa mới này, và thứ ba là Đông A luôn cố gắng đem đến độc giả một ấn bản đạt được chất lượng cao in ấn. Các bạn nhìn qua màn ảnh rất là khó cảm nhận, nhưng mình chỉ nói là cái chất giấy Đông A dùng cho cái ấn bản này là chất giấy hết sức đặc biệt, có đủ độ dày lớn để tạo nên, mình nghĩ là sách sang trọng và có thể ở trong tủ sách lại lâu dài được. Đây là cái cuốn sách mình muốn giới thiệu. Cuốn sách thứ hai mình muốn giới thiệu với các bạn vừa ra chắc cách đây khoảng độ 1-2 tuần, và mình cảm thấy rất là cảm động khi mà nó được ra đời, đó là The Story of Art, câu chuyện nghệ thuật của Omega. Người ta đã nói rồi, tức là trong cái nền tảng về tri thức nói chung về nghệ thuật, có lẽ là mỗi bạn chỉ cần đọc câu chuyện nghệ thuật dưới thay mặt của Gombrich là đủ. Đây là cái sách nhập môn của nhà phê bình nghệ thuật. Bản thân những ngồi với các bạn đây, mình tối nào cũng ngồi đọc nó, mình cảm thấy mình giàu có thêm về tri thức. Đây là cái dòng chảy của nghệ thuật đi suốt từ thời cổ đại con người cho đến thời hiện đại, cho chúng ta biết rằng là nghệ thuật nó làm nên từ cái công sức và cái sáng tạo của con người trong cái thế hệ của họ, và nó là ánh sáng của đời sống kinh tế xã hội của một cái thời kỳ đã trôi qua. Điều quan trọng nhất là hai vấn đề khi đến ấn bản dịch thuật và vấn đề kỹ thuật in ấn. Thì mình cũng đã đọc thấy ngạc nhiên với cái dịch giả. Mình không biết Lưu Bích Ngọc là ai, thì mình nghĩ rằng cô gái này là có hiểu biết sâu sắc về nghệ thuật và kiến trúc, vì bản thân tôi cũng làm thiết kế cầu nhiều, rất nhiều các thứ thuật ngữ kỹ thuật mà tôi không thể diễn đạt được như bạn đã rất thành công. Còn đấy, in ấn thì tôi nghĩ là ấn bản này của Omega thì chủ yếu là in để làm sao được giống những sách gốc nhất, thì họ đã làm được rồi với sử dụng lấy cu chê để in in mẫu toàn bộ, mình không thấy có vấn đề gì để có thể khác cả. Và tôi nghĩ là ai sở hữu cuốn sách này thì đã để là coi như là để đấy cho muôn đời, tất cả thế hệ sau này trong gia đình ai cũng thể đọc, cũng thể hiểu biết hơn và giàu có hơn mà tri thức nghệ thuật của con người. Nói chung con người mình là rất là yêu mến là Nguyễn Tiến Lê, mình coi thầy như là một người thầy từ xưa là tiết kiến. Khi mà còn tuổi đi học mình đã đọc rất nhiều tác phẩm của Nguyễn Tiến Lê, và sau này mình biết là cuộn dịch tác phẩm Câu chuyện văn minh của Jean Dujardin, thế là về sau mình có những niềm ao ước là có thể sắm được một cái bộ Câu chuyện văn minh The Story of the Civilization của Jean Dujardin ở trong nhà.
thì mãi mọi người mới có giới thiệu cho các bạn là bộ sách với nguyên tập câu chuyện văn minh của Vin Duran đó. Và mình cảm thấy rất là mừng là nhiều khi mình nghĩ là không biết là bao giờ thì mới có người có thể dịch được tất cả những tác phẩm này. Có thì đến năm ngoái thì viện IF công bố được là họ đã mua được bản quyền và đã tiến hành dịch thuật đầy đủ. Không biết là bao giờ thì xong, 30 năm nữa chăng? Và thế là tin tức đáng mừng để chia sẻ với bạn bộ sách này như vậy. À, mình muốn chia sẻ các bạn, đây nó là cái niềm vui và cái thú siêu tầm của mình. Tức là mình rất là yêu mến thầy Nguyễn Hiến Lê. Vậy là theo năm tháng chắc là cỡ cũng được chục năm thì mình cũng đã có siêu tầm được, có thể nói là đầy đủ, gần đủ 122 tác phẩm của Nguyễn Hiến Lê. Và với tất cả các tác phẩm nào của thầy mà ra đời trước 1975 thì mình đều có đủ sách vở cả. Thì đây là gọi là đúng là gia tài của mình ấy. Mình yêu mến nó hơn tất cả gì trong nhà mình. Mình nghĩ yêu thích sách vở chắc cũng không thể nào nó thoát ra khỏi cái hoàn cảnh gia đình. Nếu bố mẹ từ nhỏ đã thường xuyên mà chú tâm đến việc là yêu cầu con cái đọc sách, hay là bạn hay là nhỏ thường xuyên được tiếp xúc với sách vở thì sẽ lớn lên mang được cái tình yêu đấy. Có thể nghĩ thế này, hồi nhỏ mình đọc nhiều chứ, nhưng lớn lên mình có khi đi làm thời gian mình rồi cũng bị những câu chuyện của cuộc sống nó cũng là mình cũng rời bỏ sách vở đi. Mình vẫn như còn nhớ rằng là khi các cháu nhỏ trong nhà khi chuẩn bị lớp 1 mình cũng có hơi giật mình, mình không có tích lũy được gì mà kiến thức để dạy một con nhỏ, trong nhà cũng không thấy có sách vở gì, nên mình cũng quyết tâm cũng chịu đọc và cũng mua sách để còn tạo ra một cái vốn nào đó, một vốn kiến thức cho con trẻ sau này, là cái động lực cơ bản để để lại gì cho mai sau. Khi mà hỏi có lời khuyên nào bạn đọc của Trạm hay không thì mình có nhớ rằng là khi mình đến một quán cà phê quen thì bạn nhân viên đó hỏi mình rằng là anh ơi, anh thấy anh đọc suốt ngày như vậy, vậy thì là em đọc sách thì có thể làm giàu được không? Thì anh Bình có trả lời thế này, anh nghĩ sách vở thì nó cũng giống như cơm ăn áo mặc hàng ngày vậy. Trước hết là em đọc là vì cái nhu cầu của em đã, và bất kỳ ai muốn thành ra mình là cái gì thì trước hết là phải có rèn luyện. Em muốn có nhiều kiến thức thì phải đọc nhiều. Em muốn có kỹ năng này kỹ năng kia thì em phải luyện tập hàng ngày, đọc sách cũng là như vậy, đọc hàng ngày, rèn luyện hàng ngày, lựa chọn hàng ngày, thì qua đó thì kiến thức của em dần dần nâng lên được. Còn sử dụng kiến thức đấy vào cuộc sống được đến đâu người ấy không dám lạm bạc, thì đó là cái năng lực của riêng cá nhân của mỗi người. Hãy nhớ rằng sách vở luôn luôn vẫn chỉ là hạt giống thôi, và lại gieo trồng lên điều gì nó chính mình. Nhưng sự đọc phải là sự rèn luyện, nó giống như ngày nào cũng đọc thì em mới có cái thói quen, có những cái tích lũy cuộc sống được, em không có gì khác cả.